ngày 5 tháng 4, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 39, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe Ủy ban nhân dân huyện trình 14 văn bản như tờ trình đề xuất chủ trương thực hiện dự án tuyến đường giao thông liên xã Quy Kỳ, Linh Thông, Lam Vĩ, Tân Thịnh, đề xuất chủ trương sửa chữa, điều chỉnh hạng mục công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, tờ trình xin chủ trương về công tác chỉnh trang đô thị thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tờ trình về xin chủ trương đầu tư công trình đường giao thông tổ dân phố Phố Núi, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tờ trình về nội dung đầu tư một số công trình giáo dục từ nguồn vốn tài trợ trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, kế hoạch vận động chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2023, chủ trương tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, v.v. Tại hội nghị, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến, thảo luận và thống nhất các nội dung nêu trên để làm cơ sở triển khai thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo tiến độ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.